Xin mời em Nguyễn Nhật Linh. Xin mời em Mai Đình Bảo Loan. Xin mời em Lý Nhật Nam. Xin mời em Dương Kim Phụng. Xin mời em Nguyễn Ngọc Hoàng Quân. Xin mời em Võ Thanh Tâm. Xin mời em Trần Dương Phương Thảo. Xin mời em Phạm Cao Thiên. Xin mời em Đoàn Thanh Bích Thủy. Xin mời em Nguyễn Thanh Hoàng Việt. Thank you, Ms. Thiên Ha and Ms. Nga, and congratulations to the students of class 12-2. Xin cảm ơn cô Thiên Hà, cô Ngà và xin chúc mừng các em học sinh lớp 12-2. And now we'd like to invite Ms. Dao Thi Van Kieu, the Vietnamese program manager, and Mr. Thomas Bartley to the stage to award the certificates of congratulations to the graduating students of class 12-3. Xin mời cô Đào Thị Văn Kiều, giám đốc chương trình Việt Nam, và thạc sĩ Thomas Bartley lên sân khấu để trao quà và giấy chứng nhận cho các tân tú tài lớp 12-3. Xin mời lớp 12-3 em Nguyễn Tiểu Bình. Xin mời em Mã Đài Cát. Xin mời em Trần Minh Châu. Xin mời em Lê Kim Dung. Xin mời em Nguyễn Thanh Huy.
Xin mời em Phạm Thùy Linh. Xin mời em Vương Bội Linh. Xin mời em Nguyễn Ngọc Hoàng Huy. Xin mời em Trần Nhật Nguyên. Xin mời em Trần Khánh Vy. Xin mời em Phạm Thị Kim Yến. Congratulations to the students of class 12-3. Xin chúc mừng các tân tú tài lớp 12-3. And thank you, Mr. Thomas Bartley. Xin cảm ơn thầy Thomas. Now we'd like to invite Mr. Huynh Kim Tài. Xin mời thầy Huynh Kim Tài. I'd like to invite students from class 12-4 to the stage. Xin mời lớp 12-4 em Hoàng Ngô Đại. Xin mời em Nguyễn Vĩnh Đạt. Xin mời em Trần Hoàng Duy. Xin mời em Mai Thị Mỹ Hằng. Xin mời em Quốc Gia Hào. Xin mời em Huỳnh Ngọc Nhân. Xin mời em Nguyễn Thuận Phong. Xin mời em Phạm Hoàng Phúc. Xin mời em Trần Bội Phương.
Xin mời em từ Kim Thịnh. Xin mời em Nghiêm Tạ Anh Thư. Xin mời em Phạm Nguyễn Bảo Trân. Xin mời em Lê Khánh Vy. Thank you, Ms. Q and Mr. Thai, and congratulations to the students of class 12-4. Xin cảm ơn cô Kiều và thầy Tài và xin chúc mừng các em học sinh lớp 12-4. And now we'd like to invite Ms. Nguyen Tram Hung, the Vietnamese program manager, and Dr. Robert Vernon to the stage to award the certificates of congratulation to the graduating students of class 12-5. Xin mời cô Nguyễn Trầm Thiên Hương, Giám đốc chương trình Việt Nam và tiến sĩ Robert Vernon lên sân khấu để trao quà và giấy chứng nhận cho các tân tú tài lớp 12 năm. We'd like to invite class 12-5. Xin mời lớp 12 năm em Nguyễn Vũ Hương Anh. Xin mời em Phạm Hồng Hân. Xin mời em Nguyễn Quốc Huy. Xin mời em Nguyễn Dương Bảo Khang. Xin mời em Đoàn Phi Lê. Xin mời em Lữ Sĩ Long. Xin mời em Đỗ Thành Nhân. Mời em Bắc Đê Sung.
Xin mời em Trương Hoàng Anh Tú. Congratulations to the students of class 12-5. And thank you, Dr. Robert Vernon. Xin chúc mừng các con tú tài lớp 12 năm và xin cảm ơn tiến sĩ Robert Vernon. Now we'd like to invite Mr. Dang Thanh Phong. Xin mời thạc sĩ Đặng Thanh Phong. We'd like to invite to the stage students from class 12-6. Xin mời lớp 12-6. Xin mời em Vũ Ngọc Minh Anh. Xin mời em Trần Thái Bảo. Mời em Lương Vũ Như Quỳnh.